Vâng, thưa các bạn, hôm nay mình sẽ phát hiện ra mẹ đang làm bánh, gọi là bánh chú chiên. Đó, đây là bánh chú chiên đây. Rồi mình quay luôn ha. Không kịp á, thay bằng cái áo vô luôn á. Nếu mà bằng áo vô á là nó sẽ bị trễ, muộn rồi. Đây, trước khi mình quậy bột lên. Quậy bột lên hả mẹ? Cái gì thông cảm nha, tại không có kịp mặc cái áo vô. Tháo cái chuối ra. Bột này là bột gì vậy mẹ? À, đây bột đây phải không? Đó, bán bột chuối chiên đàng hoàng à, Làm cho mấy nhỏ tấn nó ăn. sang làm cho mấy nhỏ nó ăn. Đây có mấy đứa cháu tới nhà chơi nên mẹ làm. À, cũng đơn giản đó mẹ. Dễ thì chú ra. Dễ chứ, chuối ra hả? Ép xuống. Wow. Chứa ra hai trái. Sao cũng nổi tiếng của bà Tăng quê lóc, bây giờ tới bà mẹ quê lóc. Nhưng mà ha, các bạn biết không, bà Tăng quê lóc á, là bà làm một cái nào nó to dữ lắm kìa. Còn ha, bà mẹ quê lóc này ha, làm có mấy trái chuối gì mẹ? Làm hết rồi ghê. Mẹ nói sao? Làm ít vậy đó, hết rồi quậy khác. Làm ít hết rồi quậy khác chứ không có làm nhiều. Làm nhiều gì ăn không có ngon, Cù với hai không có ai ăn hết đó. nó cù không ăn tạm Ủa, nhiên sao cũng có ăn hai trái vậy? lấy Làm nữa nữa đi chứ hả? nữa nữa Chuối là chín cây nè. Ồ ồ ồ, mình không có để nguyên trái mình làm hả mẹ? Rồi mình bắt cái chảo lên ha, mình bỏ vô, mình để dầu ăn, mình để tỏi đâu không mẹ? Không hả? Mình đâu có biết chiên hả? Để chiên kiến chiên ngay sau nè. Cái gì các bạn biết không, ăn cái chú chiên này á, nó thật sự là ngon. Bữa hổm mình có ăn rồi một lần rồi à, mình có ăn rồi một lần rất là ngon. Không biết là không phải là mình nịnh mẹ đâu nha, nhưng mà nó rất là ngon, nó tự nhiên. Cái trái chuối nó từ ở trong đây là từ trong cái chuối chín cây á, đem ra chiên với bột à, nó rất là tự nhiên mà nó ngon. Vậy để chút đường, Vậy chút chút đường. muối. Chút đường với muối nữa hả mẹ hả? Ngộ vậy. Đó, cho nó vừa ăn. Ngộ quá à. Con cũng mới Nó biết luôn vừa á. ăn. Bà mẹ quê lóc này á. Mẹ của mình đó, năm nay là 72 tuổi rồi các bạn. Nhưng mà cái công việc hàng ngày, để đây 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 cho mẹ làm nha. Có mấy nhỏ ra chơi chiên cho nó ăn cho nó được ngon lành liền. Bây giờ cái gì của người ta mua ngán lắm. Cha mần không bằng mình bằng mình bằng không khéo chứ ăn nó ngon hơn. Ủa nãy giờ con mặc áo nó quay luôn mẹ ơi. À, có cái đũa cái can này. Mình kêu rồi nè, nó nhỏ cho mấy đứa nhỏ ăn.
Vâng, xem các bạn biết không, nó đang vàng rồi đó, nó đang ngon rồi đó. Cái ở ngoài chín chưa vậy mẹ? Chín rồi. Ồ, con có thể thí dụ được không? Được. Hả? Con có thể thí dụ được không? Nóng quá sao con ăn? Con nguội nó giòn. Các bạn biết không, trên đời này con biết ăn vụng. Vô mà mẹ nấu như thế này mà ăn vụng, ngon cực kỳ. Hết bột rồi mẹ ha. Vậy làm ít thôi. Vậy con xin mẹ mạn phép con ăn vụng nữa được không? Được. Chứ nó nguội nha, chứ nguội nó giòn. Nguội nó mới giòn hả mẹ? Ừ. Thôi để cho nó nguội đi. Cái gì đây mình để bên đây hả mẹ ha? Cái gì? Ừ. Tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Ép tiếp, đó, ép tiếp. Đó, hăng hay chưa, ép tiếp tới chưa. Phải vô bột, thấy chưa? Phải vô bột. Đó, phải vô bột. Wow. Chuối à, chuối không? Rồi, ra đầu để vô trong ấy nè. Đó, múc ra nè, để đâu nè. Đó. Bột ha, các bạn biết không? Để giới thiệu bột nè. Bột là bột gạo nè. Bột chuối chim. Chúng ta làm bột. Và chuối chim. À, tiếng Anh gọi là banana flour. Ok, mình lâu lâu mình học tiếng Anh cũng rớt nữa. Rồi mình để mình xử á, mình xử cái này. Trước khi mình xử này, chuối này ăn được không mẹ? Không sao, cái này là bà mẹ mua chuối rất là nhiều. Mình ăn chuối trước đi, ăn cái chuối trước thì ngon á. Chuối này ăn thử nó ngọt lắm. Ngon á. Ngon kỳ đúng mẹ. Ngọt á. Ngọt hả? Ngọt hay à? Mà mẹ không ăn chuối chín. Chuối chuối cao thì cũng không ăn nữa. Mẹ thích. Ai cũng thích hết á. Dạ. Như Cưỡng mà. Cưỡng ăn chuối. Thích chuối, ai cũng thích. Mà Cưỡng là sao mẹ? Cũng mấy Cưỡng thích chuối lắm. Mấy con Cưỡng thích chuối hả? Vậy là con là mấy con Cưỡng hả? Mẹ nói ai? Anh nói mấy con Cưỡng thích chuối lắm. Mấy con Cưỡng, mấy bạn biết con Cưỡng là con gì không? Con Cưỡng là con gì mẹ? Con Sáu rồi đó. Thay mặt bạn bè hỏi mẹ. Con Sáu á. Con Cưỡng là con Sáu á nha. Không phải giỡn nha. Rồi cái này là nó... Mẹ con mời mẹ ăn cái trước rồi mẹ. Mẹ khai đào đi. Mẹ khai đào trước đi rồi con mới ăn. Wow, ngon không mẹ? Chưa dặn. Thơm quá quý vị ạ. Giòn lắm. Thơm quá thơm. Dạ. Dạ giòn, thơm quá. Không biết sau này có được ăn được những món này không nhiều hả? Ngon quá. Ngon. Quý vị các bạn biết không, thời gian của mình á, cuộc đời mình thành ngắn ngủi. Hôm qua mình đi dự một cái đám tang, nó có 59 tuổi thôi à. Rồi cái đó một cái đám tang là cô bé bị ung thư là 39 tuổi thôi. Đời ngắn ngủi lắm. Những giây phút mình tận hưởng bên người thân thật là ngắn ngủi. Có được lúc nào thì mình hạnh phúc lúc đó. Thật sự luôn các bạn biết tôi rất là hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc hơn các bạn luôn á. Tại vì tôi được kế bên mẹ nè. Được mẹ nấu cho ăn và những cái món ăn rất là thích, nhân giả nhân gian nhiều lắm. Vậy các bạn hãy trân quý tất cả những gì mình ở bên gia đình đó. Còn sống lúc nào mình làm những việc ý nghĩa lúc đó thì thật sự đây là lời chân tình, chứ không phải là dạy dỗ hay gì hết. Các bạn thông cảm nha. Tại vì có cái hạnh phúc nào mà được bên mẹ nấu ăn mà ngồi ăn vụt như thế này không? Đúng. Nóng quá. Các bạn biết năm hồi 17 tuổi đó là 17, 18 tuổi là thật sự luôn là đời trẻ trâu mà. Tối ngày chắc dao đi đánh lộn, cây đi đánh lộn suốt đó. Ai đụng ai nhìn mình á, nhìn điểu là quốc tìm. Nhưng mà đúng năm 17 tuổi đó, mẹ mình cản trong một cái ruộng mình đi đánh lộn á. Thì mình sẽ lúc đó mẹ bị tim á,
bị mệt, rồi cuối cùng là mình hứa và mình thề ra vào sau hè mình đấm cái cây rồi nó nát bét luôn cái cây xoài, các bạn biết không? Và mình có một cái lời thề là không làm cho ba mẹ, không làm cho ba mẹ buồn hoặc rơi những giọt nước mắt nào hết. Và tới 57 tuổi thì mình đã có ý thức gì rồi, và dù mình có làm trên cuộc đời này có thành công hay không thì mình cũng nhớ về những cái cảnh xưa cha mẹ mình đã từng dạy dỗ, những cái cảnh nhỏ nuôi cực khổ cho mình ăn học. Tuy ví dụ như bạn nào có những cái cuộc sống ăn học hay là không ăn học hay là học ngoài đời cũng gì, thì mẹ mình là cái người cưu mang và lo cho mình trong những tháng năm dài. Nếu các bạn mà không có mẹ cưu mang thôi, có những cái biến cố trong cuộc sống thì cũng tri ân thì người mẹ là cái người bánh da sẽ thịt mình. Thì đây Âu đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc rất là to lớn, và không biết là nó còn giữ mãi mãi hay không, nhưng mà các bạn biết rồi, đời người ngắn ngủi lắm, thật là người ngắn ngủi vô thường nữa. Đó mới đó mà cả hai người đã ra đi rồi đó, các bạn biết không? Một cô bé 39 tuổi kế bên nhà luôn, và cô của người bạn là 59 tuổi. Và Âu đã từng chứng kiến rất là nhiều người ra đi một cách đột ngột lắm. Thì các bạn phải trân quý về sức khỏe nha. Ăn như thế này á mẹ sống lâu lắm nè. Có hồi nãy giờ chiên quá trời luôn, ăn có một cái mà có được cái nữa kìa. Wow, nó dọn ra đó, trời nóng quá. Con đi ăn trước, con cho mấy đứa nhỏ ăn nha. Đây, mình đọc cho mấy đứa cháu. Còn cái nữa. Cái nữa ha. Có mình, nóng quá. Để nguội nó mới giòn. Nguội nó mới giòn, cậy nó đi, mình đeo mãi luôn. Rồi con mang thôi, đem vô. Ôi, ngon mà không vô ăn. Không có Âu ơi, ừ? Mấy đứa này ngủ hết rồi, một số đứa ngủ rồi. Cái gì? Con không ăn thì thôi, cậu ba không ấy đâu. Ăn không? Ăn miếng này bị ép. Đây nè, con lấy cái miếng trắng nè, để miếng màu trắng nè. Ừ, không nóng. Để đi. Nè, đây nè, miếng dưới không có nóng nè. Rồi cậu ba đang đi chăm đó chưa? Con đang nỉ hoài mệt quá. Đừng có bao giờ nhờ giả cậu ba gì chứ nha. Đừng có nhờ giả cậu ba gì hết nha. Trời ơi, kêu nó ăn, con ăn có chút xíu gì đó. Thôi khỏi luôn đi, nhờ giả mà chút xíu gì vậy. Đây là nhà của nhỏ em, nó bán tạp hóa. Thôi con đứa xình nữa nè. Mày dở cái mặt ra, dở cái mặt ra mới lấy. Đây nhanh lên, dở ra. Rồi nè, lấy đây. À, lấy đây, mò đi. Quay phim nữa làm gì? Con ta đang ăn quay phim thì nó tở đi luôn. Vậy quay phim ăn cơm à? Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau.